Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam Olympic Paris 2024. Những kết quả bất ngờ ở vòng bảng môn bóng đá nam Olympic 2024 như việc Tây Ban Nha và Argentina không thể nhất bảng đã khiến họ phải sớm chạm trán những đối thủ mạnh ở tứ kết. Điều đó giúp các cổ động viên sớm chứng kiến những trận chung kết sớm ngay từ vòng tứ kết. Vòng tứ kết bóng đá nam Olympic Paris 2024 mở màn bằng trận đấu giữa Maroc và Mỹ vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 8. Trận này Maroc được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đại diện của châu Phi cũng cần phải thận trọng vì Mỹ đủ thực lực để tạo nên bất ngờ. Lúc 22 giờ ngày 2 tháng 8, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Nhật Bản. Đây sẽ là thử thách lớn với các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha, bởi Nhật Bản rất có thực lực và đã chứng minh sức mạnh ở vòng bảng. Về phía đại diện bóng đá châu Á, với những gì đã thể hiện, họ không có gì phải ngán Tây Ban Nha. Đến 0 giờ ngày 3 tháng 8, Paraguay sẽ chạm trán Ai Cập trong trận tứ kết mà hai đội được đánh giá là cân tài cân sức. Paraguay có vẻ nhỉnh hơn, nhưng Ai Cập cũng đã cho thấy họ mạnh như thế nào khi giành ngôi đầu bảng C. Cuối cùng là cặp đấu được chờ đợi nhất vòng tứ kết giữa chủ nhà Pháp và Argentina vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 8. Được xem là những ứng cử viên vô địch môn bóng đá nam Olympic 2024, nhưng Argentina xa cơ khi chỉ đứng nhì bảng B, do đó họ phải sớm quyết đấu với Pháp và tạo ra trận chung kết sớm. Pháp được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Argentina sở hữu giành sao chất lượng số 1 tại trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về kết quả các trận đấu tại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Xin chào các bạn.